hội Future Africa Inner Village Foundation là hội từ thiện cho dự án xây dựng làng Việt Nam tại Phi Châu, và hội The Voice of Las Vegas Foundation trân trọng kính mời quý vị tham gia chương trình nhạc thính phòng, dạ tiệc và dạ vũ mừng đầu năm dương lịch với chủ đề Đêm nhạc thính phòng Vũ Thành An in Las Vegas vào ngày đầu năm dương lịch 1 tháng Giêng năm 2022 vào lúc 5:30 chiều tại thính phòng Mardi Gras của The Orleans Hotel and Casino. Chương trình thật đặc sắc với những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Vũ Thành An và những tác phẩm không tên quen thuộc. Đặc biệt trong chương trình sẽ có những tác phẩm mới nhất mà nhạc sĩ Vũ Thành An vừa sáng tác sẽ do chính tác giả trình bày. Thành phần ca sĩ gồm các ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại như Trần Thu Hà, Hồ Hoàng Yến, Minh Xuân, Ngọc Diệp và Mạnh Hà. Với ban nhạc Phượng Hoàng đã lừng danh hơn 5 thập niên qua. Buổi dạ tiệc được tổ chức trong khung cảnh lịch sự, sang trọng với đầu bếp nổi tiếng của Las Vegas. Phần khiêu vũ với ban nhạc Phượng Hoàng và những nhạc phẩm được ban nhạc chọn lọc rất kỹ càng sẽ làm sống động đêm đầu năm với những giai điệu nhạc khiêu vũ nóng bỏng trên sàn nhảy. Mọi chi tiết và đặt vé xin gọi ở những số sau đây: Ngọc Thủy 832-602-0258, Cẩm Tú 702-306-4104, Anh Thư 702-677-8089. Tất cả tiền thâu nhập sau chi phí sẽ được xung vào quỹ tài trợ làng Việt Nam tại Phi Châu. Hẹn gặp quý khán giả thứ Bảy 1 tháng Giêng năm 2022 lúc 5:30 chiều với chương trình nhạc, dạ tiệc và dạ vũ Vũ Thành An in Las Vegas.